Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nông thôn chuyển động được phát sóng vào lúc 6 giờ 10 phút hàng ngày trên kênh VTC16. Chúng ta sẽ bắt đầu chương trình ngày hôm nay 27 tháng 12 với tiểu mục Chuyện gì đang xảy ra. Bức xúc cá nhân trong bố trí sắp xếp nhân sự khi sát nhập chi cục lâm nghiệp và chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái khiến đến Đỗ Cường Minh đã dùng súng bắn chết ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn hôm 18 tháng 8 vừa qua. Kết luận của Công an tỉnh Yên Bái. Dùng súng tự chế bằng bi sắt bắn chim, hành động tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Câu chuyện tại ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức là từ khoảng 75 đến 100 km/h, giật cấp 12, 13. Xin được nói thêm là từ ngày mai 28 tháng 12 năm 2020. Tự chế của Trần Tấn Thịnh, sinh năm 1976, ngụ ấp Đông Lộc, xã Thành Đông, huyện Tân Hiệp, với nhiều chủng loại khác nhau như súng bắn chim 12kg, súng ngắn nhựa bắn bi sắt, hình dạng giống súng K54, K59 cùng nhiều dụng cụ lắp ráp sửa chữa. Theo lời khai của Thịnh, cách chế loại súng này khá đơn giản, chủ yếu làm bằng ống nhựa được gắn với nhau bằng keo và băng dính cùng một số thiết bị mua từ mạng xã hội. Các loại súng này bắn đạn bi, đạn chì, có tầm sát thương rất cao, có thể bắn vỡ chai thủy tinh ở khoảng cách trên 30 mét, tầm bắn vươn tới mục tiêu trên 100 mét, nên có thể gây chết người. Mỗi khẩu súng tôi mua là cái giá dao động là một khẩu là 1,2 triệu, khẩu cuối cùng mua là 4,5 triệu. Mình mua súng này là để mình bắn chim, bắn chuột. Tình trạng này hiện gây bất an cho người dân. Rất mong cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về tác hại của các loại súng tự chế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Liên quan đến vụ án oan của ông Hàn Đức Long, huyện Tân Yên, Bắc Giang, tòa án cấp cao tại Hà Nội sẽ là cơ quan có trách nhiệm đứng ra xem xét, giải quyết việc bồi thường oan sai cho ông Hàn Đức Long. Theo tính toán, số tiền mà tòa án cấp cao tại Hà Nội phải bồi thường cho 11 năm ngồi tù oan của ông Hàn Đức Long sẽ khá lớn, bởi trước đó ông Nguyễn Thanh Trấn cũng ở tỉnh Bắc Giang đã được bồi thường trên 7,2 tỷ đồng cho 10 năm ngồi tù oan. Vụ án của ông Hàn Đức Long xảy ra cách đây hơn 11 năm, ông Long 4 lần bị tòa án tuyên tử hình vì tội giết người, hiếp dâm và hiếp dâm trẻ em. Sau đó, hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân xét xử phiên giám đốc thẩm đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần 2 và Tòa án Nhân dân tối cao xử phúc thẩm lần 2 vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với Hàn Đức Long. Cuối năm 2014, vụ án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại. Mới đây nhất, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã quyết định đình chỉ trả tự do cho ông Hàn Đức Long. Liên quan đến vụ việc hai bệnh nhân tử vong sau khi gây mê tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội có quyết định đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh 10 nhân viên Bệnh viện Trí Đức, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động phẫu thuật thủ thuật tại bệnh viện này. Bộ Y tế cũng yêu cầu bệnh viện báo cáo toàn bộ hoạt động và phối hợp với gia đình nạn nhân, các cơ quan liên quan để làm rõ nguyên nhân hai ca tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ thuốc sử dụng cho các ca phẫu thuật tại Bệnh viện Trí Đức. Được biết, hai bác sĩ tham gia gây mê liên quan hai ca tai biến này đang làm việc tại hai bệnh viện tuyến trung ương lớn và làm việc ngoài giờ tại Bệnh viện Trí Đức. Trước đó, khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 12 tại Bệnh viện Trí Đức đã xảy ra hai ca sốc phản vệ sau khi gây mê. Cả hai bệnh nhân đều ở Hà Nội. Được biết, một nam bệnh nhân nhập viện để cắt amidan, còn một nữ bệnh nhân nhập viện để phẫu thuật tuyến giáp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện Trí Đức đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong ngay sau đó. Trong phần tiếp theo của chương trình, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ các gia đình sinh con gái một bề gặp khó khăn, hành động nằm trong nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính sau khi sinh. Sẽ bỏ điểm sàn trong tuyển sinh đại học, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh cứ đủ điểm tốt nghiệp là đã có thể được xét tuyển vào một trường đại học phù hợp, nên hay không? Ý kiến của các học sinh, giáo viên và chuyên gia ngành giáo dục. Cả làng trồng rau sạch, hướng làm giàu mới của nông dân thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Câu chuyện của tiểu mục về làng ngày hôm nay. Thưa quý vị, các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được hỗ trợ. Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Sở Y tế trình Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét ban hành. Theo đó, trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thử nghiệm chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
chính sách cho các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lồng ghép với chính sách giảm nghèo đa chiều của thành phố. Chính sách cho các cặp vợ chồng sinh con một bề là gái đang sinh sống tại xã đảo Thạnh An và huyện Cần Giờ. Chính sách cho cha mẹ sinh con một bề là gái khi hết tuổi lao động nhưng không có lương hưu, theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. Trong 10 năm qua, thành phố Hồ Chí Minh không còn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Năm 2015, tỷ số giới tính khi sinh đạt 105,2 bé trai trên 100 bé gái. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tỷ số này không vượt quá mức 110 bé trai trên 100 bé gái vào năm 2020. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2017 vừa được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố, năm 2017, Bộ sẽ bỏ điểm sàn trong tuyển sinh đại học và thí sinh cứ đủ điểm tốt nghiệp là đã có thể được xét tuyển vào một trường đại học phù hợp. Ngay sau khi dự thảo được công bố, hầu hết các ý kiến đều bày tỏ sự ủng hộ dự thảo này. Nhưng cũng có không ít ý kiến e ngại rằng bỏ điểm sàn, chất lượng đại học sẽ xuống dốc không phanh. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Nông thôn Chuyển động xung quanh về vấn đề này. Năm học 2017 tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định bỏ điểm sàn. Điều kiện cần chung nhất để thí sinh đăng ký xét tuyển đại học là tốt nghiệp trung học phổ thông, còn điều kiện đủ là do các trường quy định. Hầu hết các em học sinh lớp 12 đều tỏ ra thích thú với quy định mới này. Nếu mà bỏ điểm sàn ấy đi thì có những bạn như chẳng hạn là có thể là điểm cao hơn thì sẽ được vào trường tốt hơn, hoặc là có những bạn là điểm gần sát như thế nhưng các bạn vẫn được vào những cái trường với môi trường thích nghi với điểm của các bạn, chứ không gì cứ phải so với điểm sàn ban đầu. Mỗi người sẽ có một nguyện vọng và một ước mơ riêng, cho nên là khi mà Bộ đã thoải mái để cho mình lựa chọn vào các trường đại học như thế thì em thấy là hợp lý ạ. Đến thời điểm hiện tại, phản hồi từ các trường đại học cho thấy họ hoàn toàn ủng hộ quyết định này của Bộ, coi đây là xu thế tất yếu, đã đến lúc các trường phải tự chủ, có trách nhiệm trước toàn xã hội. Tại sao để điểm sàn khi mà chúng ta chưa dám để cho các trường tự chịu nhiệm và tự nhiệm về chất lượng của mình? Nên là với trường Đại học Sư phạm Đô Yên thì cái chuyện bỏ điểm sàn hay không có lẽ là nó không quan trọng. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại quyết định này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tuyển sinh của trường trong năm học tới, đặc biệt là các trường cao đẳng và trung cấp nghề. Nếu thí sinh vào trường đại học hết thì các trường trung cấp cũng đứng trước nguy cơ giải thể và tình trạng thừa thầy thiếu thợ lâu nay có thể sẽ càng trầm trọng hơn. Bởi vì là khi mà bỏ điểm sàn ra thì cái đường để mà vào các trường đại học nó rất thuận lợi, đúng không? Ai cũng có cơ hội để được học. Thế mà tâm lý của người Việt thì lại đang muốn học đại học. Đấy, họ chưa quan tâm đến cái vấn đề là học nghề để có cơ hội việc làm nhiều hơn. Đấy, mà họ chỉ biết là học đại học sẽ vinh dự hơn hoặc là sẽ oai hơn, mình có thể hiểu như vậy. Nhiều chuyên gia cũng lo ngại chất lượng đào tạo đại học sẽ bị ảnh hưởng nếu như chất lượng đầu vào bị thả nổi trong thời gian tới, nhất là khi tình trạng thất nghiệp đang ngày càng gia tăng như hiện nay. Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Giáo dục Đào tạo phải có một chính sách điều chỉnh, lộ trình này là lộ trình điều chỉnh quy trình đào tạo và điều chỉnh cái chính sách là mở rộng đầu vào, ràng lọc trong quá trình đào tạo và thắt chặt đầu ra, đáp ứng sát với nhu cầu của thị trường lao động đang thay đổi. Cái điều này là xu thế của thế giới trong 3 thập kỷ, 4 thập kỷ qua, nhưng Việt Nam toàn làm ngược. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bắt buộc các trường phải công bố công khai điểm sàn nhận hồ sơ, thay vì công bố điểm sàn chung như trước đây. Đồng thời yêu cầu các trường phải đảm bảo chất lượng, cũng như chiến lược phát triển lâu dài, chọn điểm sàn thích hợp. Nếu không chọn khéo, không những không thu hút được thí sinh, mà càng khiến cho thí sinh quay lưng. Thưa quý vị, video clip ca sĩ Mỹ Tâm trên đường đi diễn về tại Hà Nội đã xuống xe, hát cùng một chàng trai khiếm thị. Khi cô thấy rất ít người xem ban nhạc tình thương của chàng trai này biểu diễn trên đường phố thủ đô, đã thu hút được rất nhiều người theo dõi trên mạng xã hội những ngày vừa qua. Theo những thông tin trên Facebook của một người trong ekip của ca sĩ Mỹ Tâm, vào tối ngày 24 tháng 12, sau khi đi hát về, xe của nữ ca sĩ đi ngang một sân khấu của một đoàn biểu diễn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long thuộc Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Hà Nội. Tại sân khấu vắng người xem, ca sĩ Mỹ Tâm đã đề nghị hát cùng chàng trai khiếm thị ca khúc Sầu tím thiệp hồng, ca khúc mà chàng trai rất yêu thích. Mỹ Tâm không thuộc lời nhưng vẫn hát rất ngọt ngào. Sự xuất hiện của Mỹ Tâm khiến nhiều người dừng xe để xem. Chàng trai giới thiệu mình tên là Đức Mạnh, còn Mỹ Tâm với lời giới thiệu rất khiêm tốn về mình. Chị là Tâm đến từ Đà Nẵng, hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hát xong, chàng trai vẫn không hề hay biết là mình vừa song ca với một người nổi tiếng. Trước khi ra về, nữ ca sĩ đã kêu gọi mọi người đóng góp vào quỹ từ thiện. Chị bình sinh ở Đà Nẵng,
nhưng mà chị thì sống ở trong Nam. Vâng, có thể thấy hành động của Mỹ Tâm nhận được rất nhiều lời khen ngợi của công chúng. Nếu ra đường Hà Nội vào những đêm cuối tuần, không khó để có thể bắt gặp những sân khấu kiểu như vậy. Và điều dễ nhận thấy là dường như người trên sân khấu còn đông hơn người đứng xem. Trong dòng đời tấp nập này, biết dừng lại vì một ai đó, một điều gì đó, không có mấy người, nhất là một người nổi tiếng và bận rộn như Mỹ Tâm, thì điều đó lại càng được đáng trân trọng. Ngoài những ý kiến ủng hộ hành động của ca sĩ Mỹ Tâm, ủng hộ những sân khấu ca nhạc tình thương, còn có một luồng dư luận khác bày tỏ quan ngại rằng các câu lạc bộ nghệ thuật tình thương hiện nay đang hoạt động như thế nào? Nó có thực sự vì những mảnh đời bất hạnh hay không? Bởi trên thực tế đã có rất nhiều người khuyết tật bị bóc lột sức lao động sau những đêm diễn hết sức vất vả. Tuy nhiên, điều đó có lẽ không xảy ra ở đoàn nghệ thuật Nhân đạo Thăng Long, nơi sinh hoạt của chàng trai khiếm thị Đức Mạnh song ca với Mỹ Tâm trong clip vừa rồi. Ai là trưởng đoàn nghệ thuật Nhân đạo Thăng Long và đoàn nghệ thuật này đang hoạt động như thế nào? Hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ngày thống nhất đất nước, chương trình biểu diễn tôi sẽ bám sát chủ đề để khơi lại những tình cảm dạt dào và nhân chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hy sinh vô cùng lớn lao của thế hệ cha ông anh chị chúng ta đã đi qua, đồng thời bày tỏ sự khát khao cuộc sống ấm no thanh bình phúc của nhân chúng ta. Trong đó, với tôn chỉ mục đích là nghệ thuật nhân đạo, từ cái tâm của một người cựu chiến binh, ông Lộc đã đón nhận những số phận không may về nuôi dưỡng và tạo dựng thành một đoàn nghệ thuật nhân đạo. Chính thức đến năm nay là 19 năm, chính thức là 19 năm liên tục tôi chưa nghỉ thời gian nào. Ông Lộc không chỉ cho các em khuyết tật đi học nghề mà còn trực tiếp uốn nắn chỉ bảo để cho các em có thể bộc lộ hết khả năng của mình. Những người khuyết tật thiệt thòi nên là cần một cái tình cảm chân thành, một cái sự hướng dẫn dạy dỗ đúng nghĩa. Đón nhận sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của ông Lộc, các thành viên trong đoàn nghệ thuật nhân đạo Thăng Long đều tự nguyện gọi ông Lộc bằng thầy. Tình cảm của bác đối với em giống như người cha ruột của mình. Sân khấu biểu diễn được dàn dựng đơn giản ngay trên vỉa hè. Tuy nhiên, buổi biểu diễn luôn được đông đảo nhân dân đón nhận. Bởi tài năng và sự nỗ lực của người khuyết tật luôn mang đến cho người xem cảm giác thích thú, thán phục. Phần quà người dân quyên góp sau những buổi biểu diễn dù không nhiều nhưng vẫn được thầy Lộc trích ra ủng hộ vào Quỹ Hội Nạn Nhân Chất Độc Da Cam thành phố Hà Nội. Và ông chỉ giữ lại một phần nhỏ để trang trải sinh hoạt của đoàn. Trong những buổi đi biểu diễn có những buổi có thể nói là không đủ tiền xe trong gần 20 năm trời. Mà chúng tôi cũng chỉ đủ điều kiện nuôi các cháu. Còn nếu mà kinh tế dư dật thì thực tế phải nói là ít lắm. Phần thưởng cho đoàn không chỉ là những giấy khen mà còn bằng sự kiện hai lần vinh dự được Đại tướng Võ Nguyên Giáp mời vào dinh thự riêng biểu diễn. Hát được mấy câu thì cả đại tướng cả phu nhân cùng hát với các cháu. Mà cái không khí tự nhiên nó ấm áp, nó vui lên. Thì các cháu lúc đó nó mới tự tin, lúc đầu nó run lắm. Thế sau đó thì cả đại tướng và phu nhân đều khóc cả. Nhà nước quan tâm, nhân dân ghi nhận, đó chính là nguồn động lực lớn nhất để ông tiếp tục cống hiến, góp phần xoa dịu nỗi đau da cam. Thưa quý vị, đình làng Việt là nơi diễn ra những hoạt động quan trọng nhất của làng xã, đồng thời là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Thế nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, công năng của những ngôi đình ít nhiều đã bị thay đổi. Đình thường chỉ còn là nơi thờ cúng thành hoàng để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có của đình làng. Giáo phường Đình Làng Việt, một tổ chức phi lợi nhuận đã ra đời với mong muốn đưa các loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống vốn gắn liền với không gian đình làng đến với đông đảo công chúng. Ngôi đình làng Hạ Hiệp, huyện Phúc Thọ đang hiện dần lên qua từng nét vẽ. Chị Dung không nhớ rõ mình đã vẽ được bao nhiêu bức tranh. Nhưng riêng những bức tranh vẽ về đình làng Việt luôn được chị dành những tình cảm đặc biệt. Tôi tham gia chủ yếu là để đi thực tế, vẽ thực tế, để nghiên cứu về kiến trúc, về cả không gian, về cả những cái điêu khắc của đình làng Việt. Mình cũng yêu thích văn hóa cổ. Chị Dung cũng là một trong hàng nghìn thành viên của nhóm Đình Làng Việt, một nhóm phi lợi nhuận được tập hợp bởi các nghệ sĩ, những người yêu và đam mê với những văn hóa dân gian truyền thống trên khắp mọi miền đất nước. Nguyện nhất chi,
của hát cửa đình được các nghệ sĩ biểu diễn, dâng lên Đức Thánh Thần để báo cáo về sự ra đời của một tổ chức mang tên Giáo phường Đình Làng Việt. Giáo phường ra đời với mong muốn đưa những làn điệu hát truyền thống đến với cộng đồng mà trung tâm là những ngôi đình cổ. Thành lập Giáo phường Đình Làng Việt nằm trong group Đình Làng Việt có một cái mục đích đầu tiên là nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di sản âm nhạc truyền thống xung quanh ngôi đình làng, tức là mục tiêu bảo tồn, tức là truyền dạy. Ở đây có sự truyền dạy giữa các thế hệ, và phát huy, tức là có biểu diễn. Ví dụ như hôm nay, trường hợp hôm nay có hát cửa đình là một trường hợp, hoặc là chúng tôi kéo các cái âm nhạc dân gian về sân đình làng để cho cộng đồng cùng được thưởng thức những cái nghệ thuật tinh hoa của chúng ta. Tôi chỉ tiếc rằng là tôi biết họ hơi muộn, và chúng tôi, những người làm công tác đối ngoại, đặc biệt trên lĩnh vực văn hóa, thì có nhiệm vụ phải hỗ trợ đồng hành cùng với họ và thổi hơn nữa cái ngọn lửa nhiệt huyết ở trong họ để di sản này của Việt Nam cần phải được thế giới biết đến ở một cách rộng rãi hơn, một cách chính quy hơn và một cách chuyên nghiệp hơn. Không thù lao, không vì lợi ích cá nhân, thời gian sắp tới, bằng tình yêu và niềm đam mê với văn hóa dân gian truyền thống, Giáo phường Đình Làng Việt sẽ cố gắng lưu giữ những giá trị tinh hoa và nghiêm túc nhất, đưa nghệ thuật truyền thống quay trở lại, tìm được sức sống tại nơi thuộc về nó. Thưa quý vị, thay đổi thói quen canh tác là điều không dễ dàng thực hiện ở bất kỳ một địa phương nào. Thế nhưng tại một vùng trồng rau ở tỉnh An Giang, thay vì sản xuất theo kiểu truyền thống như lâu nay, bây giờ việc canh tác của bà con đã có nhiều thay đổi. Từ một hộ, vài hộ, rồi đến bây giờ, gần như là cả làng đều tham gia trồng rau sạch. Chuyên mục về làng ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với làng trồng rau sạch ở thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang để hiểu hơn về cách làm của bà con nơi đây. Trồng rau an toàn, hạn chế sử dụng phân thuốc hóa học và tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bà con nơi đây đang dần vươn lên làm giàu. Không ai nghĩ tại một vùng trồng lúa kém hiệu quả, bây giờ lại có thể xanh mát nhờ những vườn rau như thế này. Không chỉ chuyển đổi cây trồng hiệu quả, điều khiến người dân phường Vĩnh Mỹ tự hào là bây giờ bà con đã có sự thay đổi trong sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như sử dụng hệ thống tưới tự động, xây dựng nhà lưới. Giảm được cái phun thuốc thì nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ hai nữa là mình giảm được cái chi phí mà phun thuốc theo cái thời gian cách ly, theo cái kỹ thuật của rau an toàn. Là cái lợi cho cây rau mình được an toàn. Thứ hai á, cây rau an toàn thì kinh tế của mình an toàn. Thứ ba là nó không có cái chất bảo vệ thực vật. Nông dân chúng ta, bà con chúng ta vẫn được an toàn. Ở đây cứ 10 nhà thì đã có 5 nhà tham gia trồng rau sạch. Nhiều diện tích lúa cũng đã được bà con chuyển sang trồng rau màu. Ông Huỳnh Thanh Bình được xem là người tiên phong trồng rau sạch ở đây. Với 5.000 m2 trồng rau của mình, ông Bình đầu tư hệ thống tưới tự động và thực hiện quy chuẩn sản xuất rau an toàn. Mỗi năm thu về hơn 300 triệu đồng, gấp nhiều lần so với cách làm trước đây. Ứng dụng công nghệ cao, đó, giảm bớt được cái lao động bằng tay chân ở trên đồng ruộng. Từ đó một người có thể làm ra được 5 công, 7 công trên một cái diện tích. Đó. Mà thời gian làm nó rảnh rỗi hơn, có cái thời gian mình còn làm cái công chuyện khác. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay tổ hợp tác sản xuất rau an toàn phường Vĩnh Mỹ đã có 57 thành viên với diện tích sản xuất gần 15 hectare. Với cách làm này, mỗi năm tổ hợp tác thu về hơn 4,5 tỷ đồng. Dân làng rau vốn dĩ quá quen với cách trồng theo kiểu chọn giống gì, trồng đất nào, tưới nước, bón phân theo quán tính. Còn bây giờ, tất cả đều được làm theo quy trình. Ai trong làng cũng nói rằng trồng rau an toàn không phải chuyện dễ, nhất là khi phải thay đổi thói quen canh tác lâu nay. Thế nhưng khi sản phẩm làm ra được người tiêu dùng đón nhận và giá trị được nâng lên, bà con trồng rau mới thực sự nhận ra rằng thay đổi là cần thiết. Mỗi một nông dân muốn sản xuất ra cây rau đó phải có một cái sổ tay ghi chép để chi xuất cái nguồn gốc sau này. Và trong chỗ tổ chúng tôi mà muốn thu mua cái cây rau đó thì cũng phải ghi nhiều cái văn bản. Một cái cuối cùng là cái tự giác của người nông dân. Thị trường thì chúng ta cũng đã thấy những cái thực phẩm bẩn đưa ra tự bán ngoài thị trường rất là nhiều. Nên là cái chúng ta phải thực hiện cái về cái vấn đề rau an toàn, mang lại cái thực phẩm sạch đến cho cái người tiêu dùng. Tạo ra những sản phẩm sạch hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững là vấn đề đã được nói nhiều, nhưng để thực hiện không phải là chuyện đơn giản. Nhất là khi bà con chúng ta vẫn chưa thay đổi được thói quen canh tác.
Chính sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người nông dân đã tạo nên thương hiệu cho vùng trồng rau hướng đến sản xuất nông nghiệp bền vững. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.